Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có sự trở lại của anh CEO Tim Đỗ Nhã Khoa. Hello, chào anh. Dạ, xin kính chào quý vị cũng như chào Rachel. Dạ, quý vị ơi, ngày hôm nay thì chúng tôi còn rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến Nhã Khoa. Thì anh Tim Đỗ sẽ trở lại để mà trả lời cho quý vị. Câu hỏi đầu tiên rất là hay và Rachel nghĩ rằng là ở nhà cũng nhiều người có thể sử dụng. Rồi Rachel xin phép được đọc cái hỏi này lên nhé. Xin chào và cảm ơn hai vị đã có nhiều chương trình bổ ích. Tôi là phụ nữ 58 tuổi hiện sống ở Mỹ. Sao mỗi bữa ăn tôi khò nước muối vậy thì có lợi hại gì hay không? Xin cảm ơn. Dạ, thưa cảm ơn chị Cẩm Văn Nguyễn. Câu hỏi thì thưa chị thì phong tục của Việt Nam mình ngày xưa không có kem đánh răng dễ ở dưới miền quê. Ông bà mình hay chỉ cho mình là ngậm nước muối ấm rồi mình khò ra. Thì nước muối ngậm ở trong miệng thì nó chỉ có vùng miệng thôi. Còn nếu mà nói chữ khò có nghĩa là mình đưa xuống tới cổ họng phải không? Thì nó có lợi luôn cả hai vấn đề, hai mặt. Là thứ nhất là mình giảm được cái vi khuẩn. Thì trong nước muối thì nó có thể nó giúp cho mình khử trùng được cái miệng và cái họng của mình luôn. Tại mình khò nó xuống tới cái họng của mình thì nó giảm thiểu cái vi khuẩn để gây ra những cái hại cho cái vùng miệng của mình, vùng răng miệng ăn nhai. Rồi cái giảm viêm đó thì cái khò nước muối đó nó có thể những cái vùng mà nó viêm giống như mình bị cảm cúm rồi mình ho, hay là những cái vùng mà nó bị sơ đi cái lớp láng của cái cổ họng đó, nó bị giống như rác đó, rash, nó đỏ và nó ngứa. Nước ấm muối có thể giảm đi cái viêm lợi đó hoặc là cái viêm họng, giảm thiểu đi cái nướu răng nó bị vi khuẩn đóng mà còn luôn cả cổ họng nữa. Dạ. Rồi thêm cái thứ ba nữa là giảm về vấn đề hôi miệng. Thì nước muối nó có thể giúp cho mình làm sạch được cái miệng cũng như là giảm được cái mùi hôi. Thì cái đó là hình thức như mình không có những cái nước như Listerine hay là những cái nước mà ở bên Mỹ hay trong các chợ Target hay là Walmart đều có bán. Thì cái hình thức đầu tiên là mình nếu mà mua được những cái loại thuốc đó thì mình nên xài. Còn nếu mà lỡ mình không mua được những cái loại đó, nước rửa súc miệng đó, thì mình cũng có thể dùng muối được. Nhưng mà không phải hình thức ngậm nước muối là một cái hình thức hoàn hảo, nó chỉ là giúp được phần nào. Và nếu mà mình làm như vậy mà mình bị nó khô miệng đi thì mình cũng nên để ý. Nhiều khi nó cũng mình lạm dụng quá thì nó cũng sẽ không có lợi cho cái cổ họng của mình với răng miệng của mình. Làm cái gì cũng phải có một mức độ thôi. Thì nếu mà mình lỡ có bị những trường hợp kia thì nên tìm đến nha sĩ hoặc là những bác sĩ gia đình để người ta khuyên cho nó chính xác trên cái vấn đề của mình ở tại thực tại ngay lúc đó. Dạ, xin hết câu trả lời. Dạ rồi. Thấy anh Tim Đỗ nói xong rồi, hết câu trả lời, Rachel cảm thấy là giống như cái buổi debate giữa ông Trump với bà Kamala Harris, chỉ nói chuyện xong hết. Chắc mai mốt cũng ra đi tranh cử. Ai gặp anh Tim cử. Thật ra là quý vị biết không, là bên Mỹ này nếu mà đứng ra một người tranh cử đó thì nếu mà nói về anh Tim Đỗ là hoàn toàn là đủ tư cách luôn á, tại vì đã từng đi lính nè, rồi học có bằng có cấp nè, rồi làm ăn cũng thành công nữa, thì bây giờ mình có thể là ứng cử vào những cái chức vị tại tiểu bang hay thành phố của mình, rồi sau đó thì tiến lên nữa là cũng ok đó. Cảm ơn em cũng có những cái ý kiến hay. Thì anh thì là không ngại cống hiến cho cộng đồng, nhưng mà hiện tại bây giờ ở quận cam của anh em có biết không, đi ra ngoài đường á, một cái corner mà cấm bảng của những người tranh cử người Việt Nam thì hầu như là 7-8 người ra tranh cử thì có 2-3 người cho một cái chức vụ. Có nhiều khi một chức vụ đến 2-3 người thì có thể là người Việt Nam mình đang chia phiếu và mình có thể sẽ bị thua người nước ngoài ở bản xứ. Tuy là cộng đồng mình người Việt Nam rất là đông, nhưng mà nếu mà mình không đoàn kết hay là mình không có một cái hiệp hội chung với nhau để mà cử ra một người tài giỏi trong cái nhóm đó để ra tranh cử á, không có cái chiến lược. Nói thẳng là một chiến lược thì tự mình đánh mình, tự mình tán cái mặt mình thì mình sẽ để cho người ta cười mình thôi. Thì hy vọng chúc mấy anh may mắn và chúc mấy anh đoàn kết để mà phục vụ cho cộng đồng thì hay hơn. Chứ còn ra tranh cử để lấy cái title rồi, hay là tôi đã từng tranh cử rồi mà thua thì cũng uổng lắm. Nên phải ra có chiến lược, đều phải nhường nhịn với nhau để mới giúp đỡ lẫn nhau. Anh nào ra trước cũng được, anh nào ra sau. Chứ nhiều anh ra thì người Mỹ nó ra nó lỏng tỏn đi thôi, sau nó có
có 15-20% thôi, nhưng mà mấy anh kia chỉ có 10% thôi là mấy anh kia thua hết. À, tại vì giống như là quận Cam thì cộng đồng người Việt quá nhiều cho nên là nhiều người Việt ra ứng cử, hay là thấy đã từng thấy những người lãnh đạo những cái chức vụ là người Việt cho nên là bây giờ nhiều người Mỹ gốc Việt nữa ra tranh cử, cho nên anh sợ là vì vậy cho nên sẽ bị chi phiếu ra. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung đại khái một chút xíu, xin lỗi quý vị, tại vì đồng ở đây cái mùa này là mùa tranh cử nó rất là nóng, nên là cái đó là cái ánh nhìn của những người liên quan tới chính trị, hay là bằng hay là có sự suy nghĩ về chính trị cho cộng đồng, thì thấy được những điều mà nó đang sôi động, rất là sôi động ở địa hạt hay là ở local, là cái chỗ mình nơi mình ở đó. Ở cái thành Thì phố hay cái cái đó là quận hả? địa hạt là quận, còn thành phố hay là những cái nơi mình đang ở đây, nhiều thành phố với nhau, thì các anh có những anh giống như là cái nghề để ra để vào vòng tranh cử, thường là lên tới chức city rồi bây giờ lại nhào xuống lại làm mấy cái chức khác, giống như đi sanitation hay là này kia, thì mình đã từng lên chức kia mình lên nữa chứ mình không nên đi xuống nữa, thì nó không hay. Nên giống như là cho người ta thấy được là giống mình sống vì cái title, sống vì cái sự tranh cử, sống vì cái chính trị, nhưng mà chính trị thì mình phải làm cho nó hay hơn, mình nó thăng tiến chứ không đi đi lụt thụt lùi được. Mà không biết là bên Mỹ này mấy người chính trị gia người ta có tiền nhiều không ta? Theo anh chưa biết là nếu mà mình là dân biểu hay là mình thị trưởng ở cái thành phố của mình, tiền lương nó đâu có nhiều đâu đúng không? Nó liên quan tới chuyện khác ở sau lưng vấn đề. Ok, rồi nhưng mà ít nhất là bên Mỹ Không là có tiền cũng nhiều, không có dạ tiền bên nhiều. Chỉ chẳng qua là một tờ tiếng, hay là có những cái chuyện mà người ta nghĩ ta làm ăn được với lại nước ngoài, đại diện cho một cái quận thôi nhưng mà có thể làm ăn được cho với nước ngoài nữa, đối tác ở nước ngoài, thì nó liên quan tới chính trị cũng rộng lớn hơn. Đất nước, một cái đất nước nào đó hay tỉnh nào đó ở nước ngoài, nước Việt Nam hay là nước nào đó muốn đem vô trong một cái, xâm nhập vô trong một cái thị trường của Mỹ, thì họ có thể lên cái level của quận với lại của thành phố là họ đã, hay là của liên bang chứ, của tiểu bang địa hạt với tiểu bang là họ đã có thể có sự ảnh hưởng để cho những cái nước cộng sản có thể đưa những cái chính sách của họ vào được, nên nó cũng có thể đi sâu được. Dạ đúng rồi, hèn chi mà nhiều khi mình thấy có những người ngày xưa tốt lành lắm mà làm những cái chức vụ xong rồi bị mua chuộc luôn rồi đi về bên kia luôn là cũng có nữa. À ok hiểu. Rồi cảm ơn anh, bây giờ trở lại với câu hỏi của quý vị nha. À, quý vị biết là nếu mà đụng đến thời sự mà gặp anh Thi mà đi lính nữa mà ở chỗ không có tự kiềm hãm thì mình sẽ đi rất xa cho nên là rồi trở lại với câu hỏi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Đào Ngô. Thưa nha sĩ Tim Đỗ, tôi bị nướu tuột ba cái nên tôi theo dõi chương trình kỹ. Trước đây tôi đã mổ nướu 1/4 của hai hàm, nha sĩ cắt nướu và cạo sạch răng rồi khâu nướu lại. Sau mấy chục năm thì có cái nướu nó tuột xuống, điều này tôi không nghe nha sĩ nói đến, có lẽ nha sĩ không làm điều này. Tôi hy vọng trong tương lai các nha sĩ làm ra một thứ glue để trám vào chỗ nướu tuột. Xin cảm ơn nha sĩ và Rachel quý. Thưa chị Đào hay anh Ô, thưa anh chị, thì ở văn phòng trong thời gian qua mấy năm trước có làm cái những cái ca phẫu thuật mà cái nướu của mình nó đi bằng nửa cái răng, mình thay thay vì nó dài đi thì cái nướu mình nó đi, nó chiếm xuống nửa cái răng, là còn nửa cái răng lên, nhìn cái răng nó giống như nó chưa trưởng thành, thì cái nụ cười của mình ra nó không có được tỏa sáng, nó không được sang, nó không được trẻ, thì tại vì cái nướu của mình thì nó bị chiếm cái phần hơi nhiều, thì có những người cười thì nguyên cái nướu lợi ở trên này nó lòi ra nhiều hơn cái răng. Thì về cái này là về trường hợp thẩm mỹ thưa quý vị, nếu mà quý vị cảm giác được là cái nướu mình quá nhiều cho nguyên một cái tổng thể ở trên hàm trên, thường là hàm trên nhiều hơn hàm dưới, xảy ra ở hàm trên, thì mình có thể đi làm về thẩm mỹ là để cắt bằng laser đó, laser cắt lên cắt lên, thì nha sĩ sẽ định được cái nướu của mình chiều sâu bao nhiêu để mình cắt cái lợi vừa đủ cái chân răng thôi, cái chỗ mà nó có cái sứ, cái lớp sứ, còn nếu mà đi xuống cái chân răng nữa thì nó không còn lớp sứ nữa, thì mình không có nên cắt qua cái lằn đó. Tại cắt qua cái lằn đó là mình sẽ giống như là mình mặc áo nó bị hở bụng, thì hở cái rúng á thì nó sẽ bị lạnh, cảm lạnh, thì mình ăn uống đồ tê, ăn uống nước nóng, ăn ăn đồ lạnh hay là đồ nóng, hay là uống đồ lạnh đồ nóng thì sẽ
bị tê buốt cái răng mình là vì tại vì mình không có bảo vệ cái phần ở dưới mà nó thiếu cái xước, lớp xước. Thì cái này là về thẩm mỹ, nhưng nó có sự kinh nghiệm hay không ở chỗ đó nữa, là nếu mà cắt không có đúng, không cái viền, cái vòng cung nó không đẹp, hay cái lưỡi cưa đó, cái lưỡi cưa, cái vòng tròn nó không đẹp đó, thì thứ nhất là bị ê buốt như hồi nãy đang nói. Thứ hai nữa đó là nếu mà cái độ lành của nó cũng sẽ khó lành hơn nếu mình cắt không đúng chỗ, sẽ làm cho cái răng của mình nó tụt nú, sau này về già sau này thì sẽ nó bị tụt nú lẹ hơn, tại vì mình đang làm ảnh hưởng tới cái nú, là làm cho nó tổn thương cái nú phần nhẹ. Thì cái máy laser đó là nó dùng laser heat cho nên là nó không chảy máu, nó cũng không có đau nhiều, nhưng nó có thể làm cho mình tụt nú sau này. Cho nên cái sau khi mà cắt nú đó rồi thì mình phải biết là làm cách nào để mình bảo trì cái nú đó cho nó dính với lại cái răng. Thì hồi nãy chị có nói về vấn đề glue, như cái câu hỏi của chị hồi nãy, không biết là chị làm cái nú của chị là hết nguyên hàm ở trên không, nghe nói là có ba cái răng thôi, thành ra nên là có thể cái đó là tại ba cái răng đó ngắn thì chị cắt ba cái răng đó hay thôi hay sao, hay là chị không cần cắt mấy cái phần kia, thường là cắt là phải cắt hết đều thì nó mới đẹp, còn cắt ba cái là ba cái đó nó có bị trường hợp gì đó thì mình mới cắt, thì nếu mà bị trường hợp gì cắt thì nó sẽ ảnh hưởng tới ba cái đó nhiều hơn mấy cái khác, thì nó tụt nú thì có thể là mình phải, sau khi mình cắt nú đó thì nha sĩ phải khuyên mình, nha sĩ thẩm mỹ đó đó về răng đó, thì phải khuyên mình là nên nên làm điều gì để bảo vệ nó cho nó không có bị tụt nú nhiều hơn. Còn nói về glue thì dạ thưa, cái nú của mình nó giống như cái cuticle của cái nail mình vậy đó, nó dính vô cái chỗ này, mình đẩy lên, mình push lên thôi, push lên để mình cắt cái da, cái lớp da chết này nè, thì từ từ nó cứ lăn lên, thì tại vì cái móng tay mình nó mọc ra, cái răng mình nó không có mọc ra thêm, thành ra nên là nó rất là khác biệt với lại giữa cái chỗ này, cái răng, cái tay của mình với cái nướu răng, cho nên nó rất là dễ bị tổn thương thôi chị. Thì glue thì không có glue nào, chưa có glue nào để mà dán hết, nhưng mà ở ngoài kia có một số người đã dùng filler, chích những cái kim nhỏ vô để cho nâng cái nướu lên cho nó đẹp chút xíu, nhưng mà nếu cái nướu đó nó không có chiều cao mà nó bị tuột xuống rồi mà nó mất hết thịt từ từ rồi thì nó bắt đầu nó mất tới xương chứ không có riêng gì mất nướu, thành ra nên những cái nha sĩ về cosmetic thì họ có thể cắt cái phần nướu ở ở trong của cái răng của mình, đem cái phần nướu ra để đắp ở phần ngoài, thì lúc ăn uống mình phải cẩn thận rất là kỹ, tại mình ăn không kỹ thì cái phần mà đắp lại đó mình leo, giống như mình cái miếng da mà mình bị phỏng á, mình bị phỏng thì cắt cái miếng da ở bên hông ha, đùi gì đó thì mình đắp lên đây, thì đắp lên cái chỗ bị phỏng thì cái chỗ đó nó sẽ có cái vết thương nhẹ nhẹ, mình bảo quản nó ra tốt thì nó sẽ lớp da nó bình thường, nó mọc với cái lớp da thật kế bên, còn không nữa thì nó cũng sẽ không, hai cái sự khác nhau, cái màu của nó không có được màu hồng giống như hai cái răng kế bên, thành ra nên rất là kỹ về về thẩm mỹ, về cái câu câu này của chị, cái bận tâm của chị. Văn phòng thấy nó không có lợi cho bệnh nhân nhiều về cái này cho nên là không có khuyên bệnh nhân để làm, trừ ra là chị muốn là bận tâm tại vì nó nằm ngay chính giữa để mình cười á, thì mình có thể phải tốn nhiều, tốn tiền rất là nhiều cũng như là tốn nhiều lần để đi làm, lần này làm thì cái nú nó bị hơi ngã màu thì mình phải làm sao để cho cái chỗ đó nó có nhiều blood circulation, có nghĩa là máu nó chảy đều ngay chỗ đó, để chi để cho cái gum nó giống như những cái gum khác, thì cho nên phải làm therapy ở xung quanh chỗ mà cái da mới đó, thì điều trị hết. À, số cái này là chủ yếu là làm thẩm mỹ nha. Đúng rồi, mình thì không có lợi nhiều, ngoài ra là mình cần, mình bận tâm quá đi thì mình sẽ làm, mình làm được nhưng mà nó sẽ không có kết quả theo như mong muốn nhiều. Dạ rồi. Có câu này cũng rất là hay cho những ai mà muốn răng mà sợ là mình bị dị ứng với thuốc thuốc gây mê nè quý vị. Hai anh Tim Đỗ và Rachel, mình bị sâu răng nhưng không thể nhổ cái răng bị sâu ấy đi được do mình bị dị ứng với thuốc gây tê. Vậy có cách nào để nhổ cái răng sâu ấy đi không ạ? Chân thành cảm ơn anh Tim Đỗ và Rachel xinh đẹp thật là nhiều. Gửi hai cái tim. Cảm ơn chị. Thì nói về câu này, nếu mà nhổ răng mình bị dị ứng với thuốc gây tê thì có một cái loại gây tê khác nào đó, có thể không có làm gây tê ngay cái local area, thì có thể mình cho mình thuốc giống như là laughing gas, hay là những cái loại mà làm cho mình, nguyên cái người mình nó cảm giác lâng lâng để cho mình giảm đi cái đau,
cũng giống như trong quân đội thôi, thì nhiều khi bị gunshot, bị bắn chỗ người này chỗ này chỗ kia mà có thể bị gây tê, mà chích thuốc tê vô thì có người đó có thể bị nghẽn cái cổ họng thở không được, nó có như những cái phản ứng để mà cái nó phản ứng lại cơ thể con người, nó không chấp nhận những cái đó thì có thể làm cho mình ngủ say 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 mê mê, nhưng mà mình vẫn nghe được cái lời của nha sĩ nói mình là mở miệng ra, hả miệng ra lớn hơn chút xíu hay là cắn lại, thí dụ vậy thì mình vẫn nghe được nhưng mà mình cảm giác lâng lâng tê tê không sợ đau. Hoặc là trở ngược về vấn đề như thời thiên cổ thì cầm cái kềm giật cái bực ra thôi thì không cần gây tê thì nó đau, thì đó cái bạn cái kiểu thứ hai làm nó cũng là cái kiểu không cần phải đụng tới thuốc thuốc tê thì cũng được, nhưng mà mình phải chịu đau chút xíu. Dạ. Hoặc là mình uống thuốc giảm đau trước trước đó trước khi làm đó, thì đó có nhiều hình thức khác nhau và đều được hết. Dạ. Anh Tim nhắc đến cái chuyện là nhổ răng cái kiểu thiên cổ, cái đứa lớn của ra chỗ cái lúc đầu cái răng nó bị rung rinh á, cái mình dùng cái cách truyền thống là mình chờ nó rất là mềm, xong rồi sau đó mình giật ra, cái xong mà tới đứa thứ nhì đó nó thấy chị nó trải qua cái đó, xong á là khi mà cái răng nó nhúc nhích á là nó giấu mình luôn, rồi tự nó chờ khi nó mềm và tự nó gỡ chứ nó không có để cho mình giật. Thì cái câu hỏi của Rachel là con cái của mình đó, nó răng rung lên chị, mình có nên nhổ cái cổ kiểu thiên cổ hay không, làm như vậy có bị những hậu quả gì không ạ? Câu hỏi này thì có nhiều cái câu trả lời trong câu hỏi, nhiều cái ý trong đó. Thứ nhất á, là mình muốn cho con mình nó đừng có bị traumatize, nghe, đừng có làm cho nó một cái trải nghiệm sợ hãi. Thì cái đó là mình phải make sure là con mình nó có cảm giác bình an. Thì thứ nhất á, là mình cần phải cho con mình đi bác sĩ nha sĩ hàng năm. Thì người ta sẽ lung lay cái răng đó, thì người ta sẽ biết cái răng đó, hoặc là chụp hình X-ray. Thì cái răng đó, răng sữa nó rất là mỏng. So với cái chân răng thì người ta chụp hình thì người ta đã thấy cái răng kia mới sắp sửa mọc lên, và cái răng đó nó đã có cái lằn ngang rồi, nó cũng như là detach rồi, chỉ có cần phải nhúc nhích để nhổ ra không hay thôi, thì cái răng non kia sẽ mọc lên. Thì cái hình X-ray sẽ là cái mà giúp cho cha mẹ với nha sĩ biết được là những cái thời con mình nó đang mọc răng khôn đó. Rồi còn vấn đề mà mấy cháu mà nó giỏi đó nha, là mình nói là tooth fairy hay là những cái gì nhổ răng hay là thưởng tiền hay là gì đó, là tùy, có nhiều trường hợp gia đình có những cái reward cho con cái để cho nó tập cái tánh can đảm nữa, ví dụ vậy. Thì buộc sợi chỉ vô rồi mình giật cái bực cái là mình kêu nó nhìn chỗ khác, làm lạc hướng nó, mình giật cái bực cái giật cái thì cũng mình phải giật xuống, ví dụ vậy, chứ mình giật ngang ra thì nhiều khi nó quát cái chân răng, tại vì cái lỗ chân răng nó tròn như vậy nè, thì mình giật xuống đi ra chứ không có giật ngang như hướng này lên thì nó sẽ không có lợi cho cái chỗ cái nướu răng, cái chân răng nó có cái vòng tròn đó. Thì nó có nhiều cái technique khác nhau, nhưng mà không sao, cứ lên Google, YouTube đều có hết những cái cách đó, mà người ta cha mẹ có những cái rất là vui để cho cha mẹ khác để nhìn thấy, để mà tạo ra một cái cảm giác rất là không có gì hết. Sau khi mình làm cho con mình rồi thì mình nói nó, con thấy không, mình là tạo cái sự bình an cho con mình, nó đâu, con đâu thấy gì đau đâu, thành ra nên đâu có sợ đâu, giờ được thưởng tiền ví dụ vậy, tập cho nó cái can đảm vậy thôi, chứ còn anh thấy không có gì hết, nó không đau, nó không đau, tại Không rằng nó đã đau. lung lay đau. Tại vì anh là người trong cái ngành nha khoa, và Rachel cũng biết anh là cũng có con nữa, cho nên á, là cái câu hỏi là để mà công tâm mà nói thì anh khuyên là có nên làm ở nhà hay không, hay là it's better đi tới văn phòng để văn phòng nhổ. Những cái răng nhỏ ở trước thì những cái răng nó rất là đơn giản để nhổ. Nếu mà nó đã lung lay nhiều rồi, quý vị thấy lung lay nhiều rồi mà cái răng đó quý vị cảm giác được là con của mình nó, mình sẽ nói con mình, con lung lay đi, con tập cái tay lung lay, nhiều khi nó nhổ trước khi mình nhổ nữa. Tại cái cảm giác của nó biết được cái lúc nào nó nhổ nữa. Có nhiều đứa nó giỏi lắm. Thì ăn thua mình là cha mẹ, thì nói chung là nhà quân đội như thêm thì thêm chỉ cho con thêm làm luôn đó, thì nó không có khó khăn cho mấy cháu đã từng làm. Nhưng mà nếu mà nói lời khuyên trên YouTube này mà nói ai cũng nên làm ở nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì thêm sẽ bị live về đi, thì không không nên, phải đi nha khoa. Nhưng mà thật sự những cái răng ở đằng trước đó thì nó rất là đơn giản, còn những cái răng ở trong đó thì dĩ nhiên là nó có chân rễ nhiều thì nó nguy hiểm cho cháu. Thì cha mẹ đã
từng có con hay là chưa bao giờ có con, chưa bao giờ con mình nó có cái trải qua trường hợp đó, thì mình có thể lại hỏi nha sĩ của mình để cách nào đó nha sĩ mình có thể giúp không. Thì thật sự tiền thì không tốn nhiều, mình đi nha sĩ thì lúc nào cũng chắc ăn hơn. Con cháu mình nó thấy nghe thấy nha sĩ thì nó cũng an tâm. Còn đi một lần, đi một lần thử nha sĩ, nhổ cái đầu tiên đi rồi nha sĩ mình hỏi luôn tại cái chỗ đó, rồi mình sẽ đi về nhà mình làm cái như vậy, nó rất là đơn giản không khó cho những cái răng răng sữa, nó gọi là răng sữa nha. Còn nếu mà răng con mình sau 13 tuổi, 12 13 tuổi lớn lên rồi mà lỡ nó bị gãy răng hay răng nó bị chấn thương, để mà cái răng thiệt của nó mà chấn thương đó, thì mình cũng nên cẩn thận chút xíu, tại vì mấy cái răng có chân có chỉ máu và nó lại răng thiệt, nên là nó cũng dễ bị chảy máu, nó tổn thương thì nó không tốt. À, thì răng sữa thì không sao. Dạ rồi. Sao nếu mà răng sữa mà ở nhỏ nhỏ trước á thì có thể làm nhà, nhưng mà nếu mà cái răng mà bên trong thì là cẩn thận, tốt nhất là dẫn con mình đi nha sĩ. Và Rachel thấy là bên Mỹ này nha sĩ mà cho con nít á thì nó cover hết, đặc biệt là nó clean răng hay là đi nhổ răng nó cũng cover. Đúng rồi, thì tất cả những cái bảo hiểm của chính phủ cho gia đình, thí dụ như low income, nó đều cover những cái nhổ răng, chám răng đơn giản, nên cũng không khó. Chỉ có răng khôn mới là cái răng mà phải phải đụng tới tủy, phải không phải tủy, đụng tới nhiều cái chân, những cái chỉ máu hay là nó mổ xẻ ra để lấy ra đó, thành ra nên cái đó nó hơi hơi đi more technical, là những người nha sĩ chuyên chuyên về xương hàm mặt thì họ đụng vô thì họ an tâm hơn, tại vì nó sẽ gây ảnh hưởng tới dây thần kinh lớn đó. Thì mình không muốn cho cháu nó bị sợ hãi cho cuộc đời nó sau này, thì ta cho nó gây tê gây mê nếu mà nó có tầm quan trọng nhiều hơn. Còn nếu có những cái răng răng khôn mà nó cũng không đến nỗi nào thì nha sĩ người ta quyết định ta làm luôn cũng không sao. Dạ rồi, cảm ơn anh. Và ý câu này là của cái vị mà trong cái video trước, nếu mà quý vị nào chưa có xem á thì quý vị nhớ là xem lại cái video về nha khoa của Tim Đỗ trước cái video này nha. Thì cái vị Hoa Huỳnh này có hỏi về việc là răng bọc sứ nhưng mà sau đó thì thỉnh thoảng nó bị sưng, thì chúng tôi có hỏi tiếp cái câu hỏi, thì bây giờ người này trả lời là cảm ơn CEO Tim Đỗ và cô Rachel đã trả lời câu hỏi của tôi bọc răng sứ khoảng 2 năm ở Úc, tôi trên 70 tuổi, thỉnh thoảng thì răng bọc sứ sưng, tôi thường nghe chương trình của bác sĩ Lim và cô Rachel, không bỏ qua cái chương trình nào. Đó là người này trả lời thêm, thì không có cái gì anh muốn cộng thêm cho cái vị này trước khi mà chúng ta đi qua câu khác không? Dạ thì hy vọng là chúc cô tìm được cái giải pháp trên cái video kỳ rồi, để cô có thể trở lại văn phòng nha khoa đó để cô xin bác sĩ kiểm tra lại cái bọc sứ đó nó có quá dài hay không, nó quá sâu là để cho nó đụng tới cái nướu nó mới ảnh hưởng tới cái việc sưng, hoặc là do cơ thể con người, cơ địa của con người của mình nó cái răng nó bị yếu rồi thì nó dễ làm cho nó sưng, nó bị tổn thương ha, nó sưng ngay chỗ đó, thì mình có thể xin nha sĩ để nha sĩ kiểm tra lại cho mình để có cần phải uống thuốc antibiotic hay không. Thì nếu uống thuốc đó mà nó giảm lại thì nó là chứng bệnh từ cái ở trong người đi ra đó. Còn nếu mà nó bị sưng là do cái sứ nó bọc ra nó chùm lên nó sưng đó, thì mình có thể nha sĩ nó làm lại cho mình cái sứ cho đừng có quá dài để nó đè cái nướu của mình quá, thì nó cạnh tranh với nhau cái chỗ để mà nó chen chút quá thì hai cái đó nó sẽ gây ra cái sự sưng ngay chỗ chân nướu, ví dụ vậy. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh. Bây giờ là cái câu hỏi chúng tôi ưu tiên cho Vân Trương nha. Xin chào anh Tim và Rachel, cho em hỏi có hai cái răng crown làm cũng lâu lắm rồi, bây giờ nó bị rớt ra. Em đi lại nha sĩ, họ dán tạm thôi. Vậy em có cần làm new crown hay không? Em có make appointment tới tháng 10 này tại office của anh đó. Và em muốn clean, trám và new crown trong vòng một ngày luôn, vì em ở tiểu bang khác tới. Mong anh trả lời cho em biết. Thank you anh và Rachel, chúc đại gia đình luôn khỏe mạnh và an lạc. Rồi ưu tiên là vì này bạn này là đang có appointment với văn phòng đó. Rồi mời anh. Dạ rồi, cảm ơn Văn Chương phải không ạ? À? Đúng Thì rồi. thưa chị, cái trường hợp mà về thường cái crown xuất ra rồi đó, có nghĩa là mình dán sứ ngày xưa mình dán xi măng ngay cái chỗ đó bọc cho cái sứ bọc lên, thì cái chân răng của mình nó bị tác động là do nước hay là cái gì đó nó thấm vào trong làm cho cái bọc sứ đó nó không còn cứng được nữa, với lại thời gian lâu quá mình nhai nghiền những cái tác động lên cái răng, cho nên vì lý do đó nó bị giăng ra, thì mình xếp xi măng lại, mình clean lại trong đó, ấy xi măng lại chút xíu, xi măng lại thì nó dính cho mình tạm thời thôi chứ nó không thể nào dính lâu hơn được, tại vì nó đã bong bong ra rồi,
tại vì nó không phải là mới làm, mà thường xi măng nó làm là từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, nó có thể lên tới 20 năm, 20 năm. Thì những cái đó nó là đã đủ cái độ tuổi rồi. Thì bây giờ á, cái răng của chị có thể chụp hình X-ray để coi cái răng ở dưới chân răng có thể còn mài lại được một lần nữa không, để mình gắn cái một sứ khác mới lên. Chứ còn không nữa, cái răng mà nó không tốt, nó không khỏe, cái chân nó không tốt, nó bị nhiễm trùng, nó bị có thể làm cho mất cái xương nữa, mất cái xương, cái phần xung quanh của cái răng. Thì mình sẽ nhìn, chị sẽ nhìn lên hình X-ray thì nha sĩ sẽ khuyên, sẽ chỉ cho chị biết tại cái chỗ nào là cái răng, cái xương nó màu trắng, có nghĩa là xương xương nó tốt. Ở trên mình hình X-ray có nghĩa là xương nó condensed, là nó đầy, nó dày đặc. Còn cái xương nào mà nó đen đen, mà nó hơi hơi đen, nó chỗ nào đen đó thì xương nó lỏng mỏng hay là bị nhiễm trùng, thì nó những cái màu đó là những cái màu của X-ray nó đưa cho coi. Thì chị tới văn phòng thì sẽ clean và chám và làm new crown cho chị, nếu mà cái răng đó nó có thể làm được trong ngày. Nếu mà những cái răng của chị ở trong thì nó không có nhất thiết phải tệp màu. Còn nếu mà tệp màu ở răng ở phía trước đó thì phải phải cần thời gian thêm chút xíu để phải cắt cái sứ, cái phôi của cái sứ để cho nó giống, thật sự giống cái răng của chị. Thành ra nên là phải tốn thêm 2 3 ngày để mà vừa cắt ra rồi rồi đưa vào lò nướng, rồi xong rồi đem ra, rồi phải tô màu lên cho nó tiệp với 2 cái răng 2 bên. Hy vọng là lúc mà chị lại thì ở văn phòng có thể nhìn ra được, coi coi bên nào, bên thẩm mỹ thì làm phải đẹp hơn, ở lâu hơn chút xíu. Còn nếu mà bên ở phía trong này thì làm trong vòng 1 ngày thì có thể làm lấy được, tại mình có phòng lab ở trong nhà. Như clean clean răng và chám răng cũng vậy, làm trong ngày thôi thưa chị. Dạ, cái lời khuyên cho những quý vị khách, thí dụ ở tiểu bang khác hay thành phố cách đó vài tiếng đi, thì họ muốn chạy tới thì họ nên ở lại Cali vài ngày, thí dụ như 3 ngày để cho chắc, hay là 1 ngày là ok? Nếu mà nói thẩm mỹ thì phải tốn thời gian 2 3 ngày. Còn nếu mà làm những cái răng, cái màu không cần phải 100% phải giống chính xác. Có nhiều người ta cười cái hàm răng ngay chỗ này, 2 cái răng nó phải đều màu nhau hết thì nó mới đẹp. Còn lỡ cái răng thiệt của mình màu vàng mà mình làm cái răng này màu trắng quá thì nó hơi bị về mặt thẩm mỹ không đẹp. Thành ra nên những cái răng mà mặt tiền đây nè, những cái răng mặt tiền nó rất quan trọng. Thì mặt tiền thì phải ở lại mới làm được. Còn nếu mà răng ở trong này thì có thể làm được trong trong ngày cho quý vị, hoặc là thêm ngày nữa, nửa ngày thôi. Chúng tôi đều làm được cho quý vị nếu mà đang đi về hướng California đi chơi Phú Lộc Thọ trong 3 ngày cuối tuần, thì chúng tôi cố gắng. Dạ rồi. Rồi tốt nhất thì 3 ngày đi ha, Dạ. để cho nó chính xác, thay vì là mình gấp quá Cái rồi phần thì với phần lúc mình làm xong răng rồi á, cái răng mình nó cắn ra nó phải đều, để cho nó đừng có bị chịu cái lực nhiều quá cho cái răng đó. Nếu mà người nha sĩ mài không khéo rồi cái người làm ra cái răng nó không có đều, nên để vô thì phải phải lấy cái dấu cắn lại, phải cắn coi cái răng đó nó có cao quá không. Nếu nó cao thì nó sẽ đội, nó đội cái hàm chỗ đó lên thì nó sẽ nhức cái răng, thần kinh nó sẽ nhức bên đó nhiều hơn, cái quai hàm của nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Còn nếu mà nó cắn đều hết thì nó chia đồng đều ra hết 20 mấy cái răng thì không có cái răng nào nó làm cho nó đau hết, tổn thương hết. Dạ rồi. Với lại là khi mà làm cái dịch vụ giống như của Vân Chương nói là clean chám với lại làm crown đó, thì làm một lần, ví dụ một cái lần đầu tới ở 3 ngày xong rồi về là xong luôn, hay là phải trở lại, ví dụ như răng của Rachel là đợt tới là đợt trước là làm crown thì mình phải trở lại là tổng cộng là 3 lần, để mà thứ nhất là chồng cái chân, thứ hai là check, và cái thứ ba sắp tới là gắn cái implant lên. Làm implant thì nó khác. Implant thì mình có thể làm trong 1 ngày, mình gắn sứ là 1 ngày luôn, thí dụ vậy. Nhưng cái hành động mà mình làm như vậy sẽ giống như ở bên Việt Nam hay là bên Mỹ, mình cũng có thể làm được trong 1 ngày. Nhưng như cái răng, cái xương của người đó có thể chịu đựng được cái sức cắn, tại vì có răng rồi là người đó về sẽ nhai thôi, chứ không cách nào họ họ để cho nó bình an hết á, họ phải ăn chứ. Thành ra nên lúc mà cái xương nó yếu quá mà mình để cho họ họ ăn liền á, thì có nghĩa là mình không có, mình làm được hết. Nhưng mà cái văn phòng của anh Thêm, hoặc là cái sự mà cái công việc mà anh Thêm làm về răng này đó, thì anh Thêm lúc nào cũng nghĩ là sau khi làm, lúc nào cũng nghĩ là sau khi làm ảnh hưởng gì cho cái việc mình làm, có nghĩa là tốt không hay là xấu không, cái đó cũng rất quan trọng. Tại vì nếu mà mình làm mà nó được bây giờ thôi, nhưng mà sau này nó sẽ bị hư cái xương ngay chỗ đó thì mình không nên. Giống như
cái implant của em nó thì không thể nào gắn được, nhưng mà gắn rồi sau này em sẽ không có cái răng tốt, nó sẽ lỏng lẻ, nó rất là lè. Thành ra nên anh muốn để cho nó mature, có nghĩa là xương của mình chỗ đó, rồi lúc đó mình đắp xương rồi thì giờ chờ cho xương 4 tháng cho tới 6 tháng nó cứng thì mình gắn cái thứ lên thì mình sẽ an tâm hơn. Mình có máy đo để mình đo coi cái xi măng ở chỗ đó, xi măng chỗ đó nó cứng chưa. Giống xi măng mà làm cái driveway cũng vậy. Mình làm lẹ quá, mình chạy xe hơi vô mình sẽ có lằn, dấu lằn liền. Mà mình chờ cho có đủ cái độ nóng và đủ cái độ cứng. Thời gian nó cứng thì sau này em chạy xe tải vô nó cũng em không sợ. Thì nó khác nhau là chỗ đó. Còn còn như cái trường hợp này bọc sứ thì không có gì hết, ngoài ra là bọc cái sứ lên thôi, dán xi măng lên thôi, rồi lấy khớp cắn lại cũng như là thử lại cho những cái chỗ nào nó cao thì mình chỉnh lại cho nó thấp lại chút xíu vậy thôi thì làm được. Dạ rồi, vậy là trong cái trường hợp mà làm crown như vậy thì nó dễ hơn rất là nhiều, cho nên là chỉ cần là một lần là đủ rồi. Đúng rồi. Ok rồi, rất là hay. Hy vọng rằng là cái câu trả lời của Vân Trương, thứ nhất là trả lời cho Vân Trương trực tiếp, và thứ hai nữa là những quý vị nào mà có thể là ở tiểu bang khác hay là ở cái thành phố lân cận ở đó rồi phải travel tới văn phòng của anh Thêm, thì quý vị nghe thì quý vị hiểu được là à, tôi có thể làm trong vòng một lần thay vì nhiều lần nha. Rồi, câu hỏi kế tiếp của người người tên Hoa Nguyễn. Hello, hè năm nay sẽ bay qua Cali để nhờ team của bác sĩ làm thẩm mỹ hàm răng của mình. Thả tim à, dễ thương chưa? Cái này không phải câu hỏi nhưng mà bây giờ thấy là khá là dễ thương. Công sức anh chia sẻ thì nhiều người cũng đón nhận, thì cái đó là một cái niềm vui mà em cũng cảm nhận được điều đó. Cảm ơn quý vị đã có những cái lời khen, và hy vọng là có những người đã làm răng rồi thì cũng cho biết ý kiến để có gì văn phòng có thể làm việc tốt hơn. Thì mỗi lần mùa hè thì sẽ cũng nhắc với quý vị là mùa hè mà mấy em mà đi vacation đó thì cái lực lượng của văn phòng nó bị mỏng đi lại, thì có thể là cái kho bắt phone không kịp, hoặc là đang nói chuyện tư vấn, tại mỗi người vô gọi điện thoại từ xa vô là nói chuyện từ nửa tiếng tới 15 phút tới nửa tiếng, thành ra nên về vấn đề tư vấn răng hoặc là có về chuyện gia đình họ muốn kể chuyện cho mình nghe nữa, thành ra nên không có nói thôi tôi rất là bận điện thoại không có bắt cái điện thoại này nói chuyện về gia đình, nhiều khi ở văn phòng nghe chuyện gia đình nữa ngoài ra cái răng, thành ra nên là một cái mà hai cái điện thoại thôi, thành ra nhiều khi điện thoại gọi và không bắt được điện thoại của quý vị gọi thì miss call thì chúng tôi cũng sẽ tìm cách để gọi lại, hoặc quý vị nhắn tin chúng tôi sẽ tìm cách để mà trả lời lại chứ không bỏ sót cái nào, thành ra nên là cũng xin lỗi nếu mà không có làm quý vị hài lòng, nhưng mà qua cái mùa hè này mấy em trở lại rồi thì mọi việc nó sẽ bình an lại. Dạ, ủa ngày hôm nay là nghe chương trình anh Thêm nói mới biết là có người ta gọi vào văn phòng nha khoa rồi tâm sự đời của lụ có luôn hả? Wow. Có và có một số người ở tiểu bang xa và những nơi xa thì họ nói về răng chút xíu xong họ kể lại câu chuyện ở Việt Nam, câu chuyện gia đình nó liên quan tới răng, nhưng mà hồi đi đi ra cái chủ đề khác chút xíu, nhưng mà mình cũng thông cảm và hiểu được những cái sự cô đơn ở những cái nơi xa mà có những người làm nail hay là những người làm gì đó mà họ ở những cái khu thành phố nhỏ nhỏ của người nước ngoài nhiều hơn. Thành ra nên đôi lúc cũng có những người có cái sự tâm sự niềm đau gì là nỗi vui chôn giấu hay là niềm niềm bận tâm. Rồi, hiểu luôn. Rồi, cảm ơn anh. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Lo Trần. Xin chào chương trình. Năm nay tôi 60 tuổi rồi, hiện nay bị rụng hai cái răng số 4 cả hai bên. Nay tôi muốn niềng răng thì có được không? Thanks chương trình. Ủa mà nếu mà rụng có nghĩa súng răng, mà súng răng là sao, đòi niềng răng là sao ta? Rồi mời anh. Cô 60 tuổi cô vẫn niềng răng được, độ tuổi nào mình cũng thể niềng răng được, nhưng mà cái sự răng nó chỉnh lại theo cái hướng của mình thì nó hơi chậm hơn chút xíu là lúc mà người lớn tuổi, còn người trẻ tuổi thì nó lẹ hơn, nhanh hơn. Thì trong trường hợp này của cô là răng ở phía trong cho nên là số 4 thì thật sự ra thì nó cũng hy vọng là nó đừng có bị lòi cái lúc mà mình cười, nếu mà cười miệng mình hơi to cười ra thì không biết là có cái răng nào khác để mà thay thế cái răng của mình hay không. Nếu mà không có thì mình phải coi là cái gap của cái răng nó còn để mình gắn implant nữa hay không, có quan trọng là cái ăn khớp ăn nhai mình có tốt hay không trước đã. Nói về trước khi mình niềng răng thì phải coi cái khớp ăn nhai của mình có tốt hay không rồi bắt đầu mình mới chỉnh hình, còn nếu mà khớp ăn nhai mình đã không tốt rồi thì tại vì mình mất cái răng chứ không phải là khớp ăn nhai mình cái răng mình lệch lạc, nó khác nhau.
nên cái thẩm mỹ là cái sau đó, cái sau khi mà ăn nhai là cái sự quan trọng đối với mình, phải nhai được, ăn được ngon, không đau, không có bị ảnh hưởng gì cho cái khớp cắn, thì mình sẽ đều chỉnh lại được trong cái vấn đề mà làm niềng răng, thưa cô hay là thưa anh. Thì cứ cứ lại văn phòng để chụp hình X-ray hay là coi thử thôi, kiểm định lại coi cái răng đó nó hở nhiều quá hay không. Hở nhiều quá thì mình kéo lại thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái răng khác. Thay vì mình tránh cái răng đó ra, mình chỉ niềng là cái phần mà phía ngoài và đi qua hàm bên kia thôi, thì để cho nó gịch lại những cái răng ở bên trước. Chứ nếu mà lỡ mà không có gắn cái, không có niềng lại đó, thì nó sẽ thấy cái chân răng nào nó hở thì nó, cái mấy cái răng xung quanh nó sẽ hở ra như vậy, thay vì nó khác, nó ráp lại như vậy. Thì mỗi lần mà răng mà rụng thì dĩ nhiên mấy cái răng kia nó sẽ tìm cách nó nở ra, nó nặng, nó giãn ra, thì mình ăn đồ ăn nó sẽ nhét đồ ăn vô những cái chỗ đó đó. Thì hy vọng là anh chị tới những văn phòng nha khoa uy tín nào đó thì có thể nhìn sơ qua chút xíu trước khi những quyết định hay hơn, để cho nha sĩ ta nhìn nha. Đây. Cảm ơn anh Thiêm rất nhiều. Hy vọng rằng là qua những cái chia sẻ và cũng như là những câu hỏi người thật, việc thật như thế này giúp được cho tất cả quý vị, những ai mà đã đặt câu hỏi rồi. Còn những người mà có thể là trong những cái trường hợp như vậy nhưng mà ngại, không dám đặt câu hỏi, hay là không biết cách đặt câu hỏi, hay là có thể mình chưa bị nhưng mà trong tương lai bị, thì hy vọng rằng qua chương trình này quý vị học hỏi được nhiều hơn nha. Còn nếu mà quý vị nào mà ở khu vực Cali hay là đi về hướng bên Cali mà ghé qua bên văn phòng anh Thêm, hay là muốn thông tin thì bên Rachel cũng có để cái thông tin của văn phòng anh Thêm ở dưới đây, quý vị có thể là liên lạc trực tiếp qua bên đó. Còn bây giờ thì không biết còn gì anh Thêm muốn cộng thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình hay không? Dạ thưa, sau cùng là cái video này, sau cùng thì sắp tới mùa tranh cử rồi, thì cũng mong quý vị nên dùng cái lá phiếu của mình, và mình cũng nên nhìn ngó chút xíu về chính trị, để mà mình coi lại coi tổng thống của mình tương lai là ai, phó tổng thống của mình là ai, những người nào xứng đáng, những người của tiểu bang là mình đang ở, là những người thượng nghị sĩ nào có thể xứng đáng, có thể nói lên những tiếng nói mà mình mong mỏi. Thì bây giờ mình có thể ghi email cho họ hay là mail cho họ, đặt những câu hỏi cho họ, mình yêu cầu họ làm những cái chuyện đó, thì hy vọng là những người đó có thể trả lời được những câu hỏi của mình hay những bận tâm của chung chung số chung, để chi, để mình tìm ra được những người lãnh đạo tốt, để mà có thể một cái đất nước tốt hơn, hoặc là một cái xã hội, một cái community của mình tốt hơn, thì để cho mình phải đóng thuế giảm lại chút xíu, cho mình chừa lại chút xíu tiền cho gia đình của mình. Chứ còn nếu mà một cái chính quyền hay là một cái tổng thống và một cái ekip của họ lên mà không tốt, thì họ sẽ đem tiền của nước mình đi ra, mình đưa ra nước ngoài nhiều quá, hay là giúp cho người nước ngoài, mà trong khi đó nước của mình thì lại không giúp được phần nào thì cũng tiếc. Thành ra nên là quý vị nên dùng cái lá phiếu của mình, nên bầu cử, đừng có để uổng cái lá phiếu mà không bầu cử, thì mình nên dùng nó để mà làm cho một cái năm tới tốt hơn cho tất cả nước Mỹ cũng như là mọi gia đình. Thì xin chúc quý vị có một cái sức khỏe từ bây giờ đến cuối năm, chuẩn bị cái mùa lạnh, thì hy vọng hiện tại bây giờ cũng có một số người có COVID, có đi thử thì cũng có positive COVID, nhưng mà thật sự nó không có là gì quan trọng. Thành ra nên mình năm nay không có để cho cái mùa COVID nó ảnh hưởng tới cái lá phiếu của lá phiếu thực tế. Cái lá phiếu thực tế là cái người tổng thống thực tế mà mình muốn người đó thắng cử, để mà mình cùng nhau hãnh diện trên thế giới này, là mình có một đất nước hùng mạnh chứ không phải như trong những năm qua. Đúng Xin rồi. chúc mọi người khỏe, cũng như là chúc Rachel có những cái buổi phỏng vấn những bác sĩ hay là những người đó hay hơn, để mà lan tỏa ra những cái ý tưởng cho mọi người biết được cái sự khác biệt với nhau. Cảm ơn em. Dạ vâng, cảm ơn anh đã nêu lên cái vấn đề đó. Và quý vị ở Mỹ nhớ là đi bầu cử nha, và chọn đúng đắn, hiểu ý của Rachel muốn quý vị bầu cho ai rồi đúng không? Nhớ tận dụng cái lá phiếu của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc anh Thiêm và toàn thể quý vị được một ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye nào. Xin chào quý vị.